Hello quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh của em. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục với con game Jumachida. Và trước khi mà vào chơi cái game này thì em có một cái chuyện muốn nói cho quý vị nghe, đó chính là quý vị biết cái video chơi game Jumachida trước của em không? Đó, cái video này nè, đó. Nó bị đánh bản quyền rồi đó quý vị. Nó bị đánh bản quyền rồi đó. Má tính người ta chơi game thôi mà tao cũng không yên, nó bay. Thật ra cái lúc mà gọi là em đăng lên em không để ý quý vị, lúc đó là em gọi là bận công chuyện á, cho nên là lúc mà kiểu như em đăng lên rồi á, là coi như là em đăng lên xong kiểu như là em bỏ điện thoại ở nhà luôn cho nó kiểu này có kết nối internet quý vị. À không không, hình như là em đăng trên máy tính thì phải, đúng rồi, em đăng trên máy tính quý vị. Đăng bằng cái máy tính xong rồi á là coi như là em bỏ nó luôn, nó có việc để cho nó kiểu như là nó tải lên trên YouTube quý vị đó. Và thế là em đi công việc luôn đó. Và sau khi mà kiểu như là đi công việc á, thì tới cái nhà của cái người đó thì cái nhà người đó có wifi quý vị ạ. À, nhà của người đó có wifi thì em mới gọi là mở lên em kiểm tra thử là nó tải xong chưa hả. Và sau khi mà mở ra xem á, thì nó bị dính bản quyền quý vị, nó bị dính bản quyền hai cái nhạc đó, là hai cái nhạc ở trong game quý vị. Trời mẹ, mới thề luôn, đúng ra hay mà nhạc trong game mà cũng bị quýnh bản quyền nó thiệt éo hiểu luôn trời. Và bản quyền thì em bị dính gọi là hai cái cảnh cáo quý vị, hai cảnh cáo. Nhưng mà sau khi mà em kiểm tra thì nó nói rằng là hai cái cảnh cáo này gọi là không vấn đề gì quý vị ạ, không bị ảnh hưởng gì hết. Thì em nhìn vào quý vị, em nhìn vào thì em cũng gọi là không tin lắm quý vị ơi, tại vì đơn giản là cái thằng YouTube này nó cũng hay bẻ chẻ lắm quý vị. Đó, ngày hôm nay thì nó để như vậy nhưng mà chưa chắc gì ngày mai nó để kiểu đó. Và đúng như em đã dự đoán quý vị, đó chính là cái bài đầu tiên luôn quý vị, cái bài trong cái màn đầu tiên đó. Nó gọi là bị chặn quý vị à. Nó bị gõ gậy quý vị, nó bị gõ gậy nặng hơn rồi, từ không ảnh hưởng gì rồi biến thành gọi là bị chặn một phần hoặc là trên toàn thế giới. Ủa, gọi là không ảnh hưởng gì dữ chưa? Đó, không ảnh hưởng gì dữ chưa? Hả? Rồi đây chính là cái phần mà gọi là bị chặn của em nè quý vị đó, bị chặn ở một số vùng lãnh thổ. Vâng, và bây giờ thì gọi là em gọi là gửi đơn kiến nghị thì chắc chắn cũng không ăn thua gì đâu, tại vì đơn giản là rõ ràng thì cái bài nhạc đó nó đã xuất hiện trong video của em rồi, cho nên là em không thể nào gọi là gửi đơn kiến nghị được, kiểu như là nó cũng có được gì đâu. Mình nói hay là tao đâu có gọi là hay là đưa bài nhạc của mày vào trong đó 100% đâu, tao có gọi là cắt chỉnh sửa chút xíu, mà thật ra là em đâu có cắt đâu quý vị, đúng không? Hoặc là làm mất méo âm thanh, nhưng mà trong khi đó em đâu làm mất méo âm thanh đâu đó, cho nên giờ chỉ còn cách là em tắt tiếng rồi thôi đó. Bây giờ em sẽ tắt tiếng rồi quý vị. Rồi ok quý vị, bây giờ thì em sẽ gọi là tắt tiếng nghe quý vị đó. Em sẽ tắt tiếng từ cái đoạn đó như là 7 phút 25 giây cho tới đoạn 8 phút 35 giây quý vị. Rồi ok, em đã gọi là chỉnh sửa lại nha quý vị, đó chính là tắt tiếng của cái đoạn nhạc mà vi phạm bản quyền đó. Rồi giờ em sẽ gọi là thoát ra khỏi cái trang này nha quý vị. Rồi ok, thì em đã quay trở lại game rồi quý vị ơi. Thì bây giờ thì em sẽ tiếp tục kể cho quý vị nghe thêm một câu chuyện nữa, đó chính là vào ngày 28 tháng 9, tức là ngày hôm qua đó nha quý vị. Em gọi là bị gọi là làm mất cái thẻ giữ xe quý vị à, tức là em đi học á và người ta phát cho em một cái thẻ giữ xe để em giữ, rồi tới lúc mà em gọi là đi lấy xe đó, thì em đi ra ngoài, em đi ra đó thì em sẽ trả lại cái thẻ giữ xe đó. Thì thế là em đã làm mất cái thẻ giữ xe đó. Và thế là người ta bắt em phải gọi là ghi tờ cam kết và đền bù tổng cộng là 51.000. Và ngày hôm đó là em không vui rồi quý vị. Đó, ngay ngày hôm đó là em không vui rồi, và tới lúc mà đi về nhà đó quý vị, em phát hiện là cái tai nghe của em nó đã bị hư. Cái tai nghe của em nó đã bị hư rồi quý vị ơi, bây giờ nó chỉ còn nghe được một bên thôi chứ nó không thể nào nghe được hai bên nữa. Và thế là em lại không vui tập 2 nha quý vị, em lại không vui nữa rồi. Đó. Và ngay ngày hôm nay luôn nha quý vị, em đang bị cái cơn gọi là cái cơn viêm mùa, cái cơn ngầm sao ta, dị ứng viêm mũi, thời tiết nó đang hành hạ em như quý vị đó. Bây giờ cái lỡ mùa cái mũi của em nó đang rất là đau và rát như vậy đó. Và chính vì gặp nhiều chuyện xui xẻo như vậy cho nên nó là cái sự dư chấn của nó đó nó tận bây giờ vẫn còn ảnh hưởng cho em quý vị. Cho nên là bây giờ em sẽ quyết định là chơi cái con game này để cho cái sự dư chấn nó tăng lên gấp đôi quý vị đó, quá là hợp lý luôn. Ok, bây giờ em sẽ quay trở lại với cái màn bắt on chắc này nè quý vị. Và chắc là cái màn này thì chắc em sẽ gọi là biến dạng âm thanh nó đi, hoặc là em tắt tắt nhạc nha quý vị, tại vì là cái đoạn nhạc này nó cũng bị vi phạm bản quyền nha quý vị. Và trời chỗ em đang chuẩn bị mưa cho nên là nó hơi ồn xíu, mong quý vị thông cảm nghe, giông tố quá trời luôn. Wow. Ê, cái kia đủ mày 70% còn bấm ngu quá. Ôi mày lại bấm ngu lần hai rồi, được con mẹ nó. Fuck. Ui hên quá. Đi con mẹ, trời ơi trời ơi trời ơi. Mẹ mày cái chỗ này bị quỷ ám hay gì vậy? Sao chết chỗ này hoài vậy? Mày.
My God, motherfucker. 95%, holy shit, mẹ. Trời má, gần xong rồi, con mẹ mày. Đi. Chuẩn bị tới thời gian ngáo rồi đó quý vị ơi. Ê, con mẹ, đùi mẹ mày con chó này. Ê, trời ơi. Một pha bấm nút nguồn nữa rồi. Oh, oh, oh yeah, somebody, woo, yeah, level complete, woo, woo. Vỗ tay đi quý vị, vỗ tay cho em đi quý vị, vỗ tay cho em đi, à, 11 lần mà thử nha quý vị, 11 mạng nha, nhảy 615 lần, đó, nói chung là ok hơn kia nhiều, ok hơn cái mạng, cái level trước rất là nhiều nha quý vị. Rồi ok, level thứ 3 nha quý vị, đây, level này em có thử chơi trước nè, được 28% nha quý vị, cao nhất đó. Ôi, ôi mẹ kiếp, mẹ bấm nút ngu vào liền. Tại sao chỗ đó lại quên bấm gì hả cái thằng ngu này? Ngu để bị ở tù. Ngu ngục. Ngu nhân 2. Ngu ngốc. Ngu nhưng có em gái. Ngu muội. Ngu trong Geometry Dash. Bấm nút ngu vãi liền. Oh my god, 48%. Wow. Và mưa lớn vãi luôn quý vị ơi. Em hết nghe được tiếng game luôn rồi. What the hell. Ấy, bấm nút ngu đó rồi, con mày. Ôi, what the fuck, oh shit man, trời ơi. Ok, em đã quay trở lại rồi đây quý vị ơi. À, từ nãy giờ nó mới gọi là bớt mưa quý vị à. Ngoài trời nó vẫn còn mưa nhưng mà điều là nó là đỡ hơn lúc nãy rất là nhiều rồi. Đó, bây giờ chúng ta tiếp tục thôi. Ui, mẹ mày. Trời má, 48 lên 49, nhích được 1%. The fuck man. Tao làm ơn đi cho nó gọi là mực mà suôn sẻ cái cho nó xong cho rồi coi. Ui cái điệp. Ây, ôi, tại sao lại không bấm nhảy, what the fuck man. Con mẹ nó mày. Quý vị thông cảm ở chỗ đó là bây giờ là cỡ 9 giờ tối nghe quý vị, cho nên là em không dám gọi là lớn quý vị, sợ là ảnh hưởng tới hàng xóm xung quanh, lúc đó thì nó rất là phiền quý vị, cho nên là có những đoạn có thể nói là em rất là tức nhưng mà em không thể nào gọi là bộc phát nó ra được nha quý vị đó, cho nên là video này có thể sẽ hơi nhạt nhẽo, mong quý vị thông cảm nha. Ây, ui 57%, tại sao không gắn đi được 60% luôn đi con mẹ mày. Cái mà này có bộ khó khăn à, bộ nó này quá. Trời xịn, ấy trời ơi, vừa mới nói xịn xong mấy cuối cùng bây giờ sao cùi vậy, mẹ vừa mới là xịn xong cái nó cùi luôn, đùa trị mẹ mày. Ấy con mày tại sao lại bấm nhảy cái đoạn đó. Ôi trời ơi con, mẹ bắt đầu cay rồi đó nha. Có thể quý vị chưa biết thì gọi là mấy tuần nay em đi học á, thì gọi là thầy cô giáo viên á, gọi là có giao một số cái nhiệm vụ, đó chính là đi làm người ta làm việc nhóm như quý vị, mà trong khi đó em là cái đứa gọi là rất là ngu trong cái việc làm đó là làm việc nhóm, và hầu như nghe quý vị, hầu như là thầy cô nào cũng giao là làm việc nhóm hết, cho nên là em bắt đầu em cảm thấy gọi là cái tương lai của mình gọi là nó không được suôn sẻ, gọi là tươi sáng lắm rồi đó. Mà bây giờ đi vô cái game này nó còn hành cho như vậy nữa thì úi dồi ôi. Wow.
Thật là bất ngờ. Everything motherfucker. Game gì đâu mà nó khôn nàng vãi. Yeah. Ui, xíu nữa chết rồi. Ê, con mày tại sao lại bấm nhảy trời ơi. Lại bấm ngu vãi nữa rồi. Ôi man, Osa 96%. Oh my god, oh my god, 96%. Tại sao con cố gắng đi hết 100% luôn đi. Tao mệt mỏi quá đi mà. Ôi. Sao mà cái màn này nó khốn nạn vãi lên hồn luôn. Oh yeah baby, baby vô. Trời má, khó dữ vậy trời. Mấy kiểu này chắc tới 10 giờ chưa xong luôn quá. À, nghĩ rồi, bây giờ mình sẽ gọi là đi lên trên mạng ăn cắp video của một thằng khứa nào đó về đây. Rồi sau đó gọi là cắt ghép cho thật là tinh dí vào. Rồi sau đó là chúng ta sẽ gọi là, mình sẽ gọi là lừa khán giả. À, mình sẽ lừa viewer đó. Tụi nó sẽ tưởng là mình chơi rất là giỏi, rất là ok không đó. Nhưng thật ra tất cả chỉ là trò lừa bịp. Đó, ý tưởng hay. Không nên trộm cắp. Trộm cắp là do lòng tham lam, ham muốn sống được thảnh thơi an nhàn, có nhiều của cải tài sản và được ăn ngon mặc đẹp mà chẳng cần phải làm lụng vất vả như bao nhiêu người khác. Người không gian tham trộm cắp là người yêu chuộng công bình, tôn trọng của cải kẻ khác như của mình. Nếu của cải mình làm ra mà bị người ta lấy hết thì mình có đau lòng không? Mình mất của thì mình xót xa tiếc nuối, thì người mất của cũng đau khổ như thế. Tôi thật sự đã hoàn toàn giác ngộ rồi. Xin cảm ơn. Mẹ. Yeah. Game khốn nạn vãi nữa. Trời ơi, bấm ngu nữa rồi. Come on man. Má, người ta là không ai tắm hai lần trên một dòng sông, còn tôi là tắm trên cái dòng sông này gọi là từ nãy giờ gần đâu mấy chục lần rồi đó. Ôi trời, ôi mẹ gần đi tới cuối đường rồi, vì một pha bấm ngu mà bây giờ là phải quay lại từ đầu. Ủa Ôi. Amen. Amen, tôi theo đạo Phật. Phù hộ độ trì cho con qua được cái màn này giùm cái đi, con mệt mỏi lắm rồi. Ôi 96%, ôi shit man. Ôi ôi, chơi tụi nó dần 1 tiếng đồng hồ đó, mẹ kiếp. Oh my god, man, yes, motherfucker, yeah, oh, yeah. Vỗ tay đi quý vị, vỗ tay đi. Baby, yeah. Cuối cùng cũng xong rồi quý vị ơi. 32 mạng. Tôi đã tắm trên cái dòng sông này tổng cộng 32 lần. Và tôi đã bấm chuột
tôi lít chuột tổng cộng 1.612 lần. Ôi mẹ kiếm. Rồi ok quý vị, thì cái video này em sẽ gọi là kết thúc tại đây nha quý vị. À, thì như em đã nói ở đầu video đó là những cái chuyện gọi là may mắn mà em đã gặp trong ngày hôm qua và ngày hôm nay. Đó, đó là mất thẻ giữ xe và phải đền tiền cho người ta 50.000 nè. Đó, rồi hư tai nghe nè. Đó, rồi bị cơn viêm mũi hành hạ nè. Đó, đó là những cái chuyện may mắn mà em đã gặp trong từ ngày hôm qua cho tới bây giờ. Đó, và thêm một chuyện đó chính là em biết trước rằng đó là cái việc học tập của em sau này nó sẽ rất là vất vả, cộng với cái độ chiêu của cái con game này nữa quý vị. Thì bữa tối ngày hôm nay cực kỳ tuyệt vời luôn quý vị, tuyệt vời vãi cứt luôn. Mà thấy địa tôi muốn đập mẹ cái máy này cho rồi em. Rồi ok, bye bye quý vị. Hy vọng quý vị sẽ thích video này, nhớ bấm like và subscribe cho em nha. Cảm ơn quý vị nhiều. Thank you.